Cô cô, cô cô, vô đây em bảo. Dạ. Lấy ly nước đi. Đi lấy gì mà ly nước đi. Em đồ ô xin của anh hả? Đi lấy gì mà ly nước đi. Tao làm tính lương cho mày, lấy tao ly nước đi. Sugar, spice, and everything nice. Có nè anh. Ok, cảm ơn em. Cộng thêm 50.000 tiền lương lấy nước. Trời ơi, mày phí bạn thiệt luôn á. Có xíu nước vậy em, mày sao uống? Mày rửa tay hả? Thôi vậy anh không biết rồi. Bây giờ rất là ô nhiễm, anh hiểu không? Em phải lọc bao nhiêu lớp mới được ra tính nước tinh khiết như vậy. Uống hết đi anh. Hiểu không? Ok, tao mới vừa đặt một cái máy lọc nước cho văn phòng. Tí nữa tao sẽ dẫn mày đi coi coi cái máy lọc nước thế nào. Chứ mày vô đây làm sao tao uống? Đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây. Đó, mày thấy cái máy gì không? Tao mới đầu tư cho phòng bếp của công ty. Đây là máy lọc nước tạo ion kiềm với tâm mã là TKS45. Và nếu mà mày muốn mua cho nhà mày thì có thể quảng cáo chút xíu, là có thể click vào đường link ở bên dưới video đó. Bao nhiêu tiền bác ông? Khoảng hơn 25 triệu. Thực ra thì có nhiều cái loại giá nó chênh lệch hơn nữa, nhưng mà mỗi loại thì nó phải tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đó chính là tại sao chúng ta cần phải sử dụng nước ion kiềm. Thứ nhất, đó chính là bởi vì cái môi trường bên trong cơ thể chúng ta là kiềm, trong khi những thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày phần lớn đều là mang tính axit hết. Cơ thể chúng ta có khả năng chuyển những thức ăn tính axit thành môi trường kiềm, nhưng mà nó sẽ gây ra nhiều cái tổn thương hơn và mất nhiều thời gian công sức hơn dành cho cơ thể. Chứ vì vậy khi mà các bạn sử dụng nước mang tính ion kiềm thì chúng ta sẽ dễ dàng hấp thụ hơn và chuyển hóa những loại thức ăn này. Điều thứ hai đó chính là bên trong cơ thể của chúng ta là 70% đều là nước, nhưng mà loại nước này nó còn chứa những khoáng chất nữa. Chứ vì vậy khi mà chúng ta lọc nước một cách thông thường quá sạch đi thì nó sẽ lọc luôn những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và chính những chiếc ion kiềm này gồm có kali, magie cộng gì đó khi vào cơ thể nó giúp bù lại những phần khoáng chất này và nó sẽ dễ dàng hấp thu hơn vào trong cơ thể. Và phần khoáng chất này là phần khoáng chất tự nhiên có sẵn trong nước chứ không phải là phần khoáng chất nhân tạo được thêm vào. Chính vì vậy thì cơ thể nó dễ hấp thụ hơn rất là nhiều. Và điểm thứ ba thì nằm ở phần đặc thù của những chiếc máy tạo ion kiềm như thế này. Bởi vì để tạo ra loại nước ion kiềm thì những chiếc máy cần phải có điện phân nước thì như thế này đó. Và sau khi điện phân xong, luôn luôn có những cái hydro lithium nó hòa lẫn tan ở trong nước. Và chính vì vậy khi mà chúng ta uống nước vào thì cái hydro là một cái chất mà có khả năng chống oxy hóa cực kỳ mạnh. Chính vì vậy khi mà nó nạp vào cơ thể anh em, nạp vào cơ thể các bạn thì nó có khả năng chống lão hóa rất là cao và giúp cho người sử dụng sẽ trẻ lâu hơn, da dẻ sẽ hồng hào, căng mịn hơn khá là nhiều. Điểm thứ tư, bởi vì đây là một cái nước mang tính ion kiềm, chứ vì vậy có khả năng trung hòa những chất axit có hại cho cơ thể. Chính vì những cái ưu điểm đó cho nên thì nước ion kiềm đã được Bộ Y tế Nhật Bản khuyên dùng hàng ngày cho người dân ở Nhật. Và bây giờ thì nó mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên thì chiếc máy này thì vốn được sinh ra dành cho những cái thị trường ví dụ như là Nhật Bản hoặc là Mỹ. Ở những thị trường đó thì chúng ta có thể uống nước trực tiếp ngay tại vòi luôn mà không cần phải qua cái bước xử lý khác. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta cần phải có thêm một bộ lọc nữa, và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em. Và đây chính là bộ lọc 6 lỗi và khả năng tiền xử lý cái nước máy của chúng ta trước khi mà đi vào cái máy lọc nước ion kiềm ở trên. Thì cái bộ lọc này thì có thể lọc được như là đất cát này, như là clo mà chúng ta còn lẫn ở trong nước máy. Một điểm lưu ý nữa là nguyên một cái bộ này thì chúng ta chỉ có thể sử dụng đối với nước máy mà thôi, chúng ta không được sử dụng ở với nước giếng cũng như là nước sông. Có thể là nước máy ở một số nơi nó không thực sự quá sạch, nhưng mà nó vẫn có những cái tiêu chí về an toàn sức khỏe. Còn đối với nước sông và nước giếng thì tất nhiên chúng ta không thể nào dùng để uống được rồi. Và bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về chiếc máy TKS45 nằm ở đây. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có tổng cộng 5 loại nước mà chúng ta có thể sử dụng. Đầu tiên thì nằm ở đây chúng ta sẽ có một loại nước là nước trung tính, là cái nước này nó không nghiêng về bất kỳ cái thành phần nào khác, không kiềm, không axit, không có ion kiềm luôn. Và anh em có thể uống trực tiếp cái loại nước này ngay tại vòi. Và cái nước này thì nó rất là thích hợp dành cho những người nào mà chúng ta không muốn sử dụng nước ion kiềm, hoặc là các bạn dùng để uống cái loại thuốc tây và chúng ta cần là nước tinh khiết. Và bây giờ quan trọng hơn thì chúng ta sẽ có tổng cộng 3 mức nước ion kiềm nằm ở mức level 1, level 2, level 3, tương ứng với cái độ pH từ 8.5, 9 và 9.5. Chúng ta sẽ có mức nước mà mình tạm gọi là level 1 đi, thì nằm ở độ pH là 8.5. Thì nó rất là thích hợp dành cho những bạn nào mà mới chuyển qua mua máy, mới chuyển qua tập uống nước ion kiềm, thì có thể là các bạn có thể cảm giác là cái vị nó không quen lắm. Bây giờ mình sẽ uống thử các bạn xem coi vị nó như thế nào. Và để có thể sử dụng loại cái nước này thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần mở vòi ra như thế này. Đó, và các bạn phải đợi một chút xíu để nghe được tiếng tít ở trong máy để chúng ta thể uống. Mình cũng chia sẻ luôn tại sao mình phải đợi cái tiếng tít này. Bởi vì thực ra các bạn có thể uống trực tiếp liền được, nhưng mà đợi cái tiếng tít để mà máy nó bảo đảm các bạn là đúng cái độ pH, đúng cái loại nước mà các bạn cần dùng thôi. Uống thử không cô? Thấy sao? Ngọt hơn. Ngọt hơn. Thấy nó
Cái nước này là lấy trực tiếp từ vòi nước máy ra. Còn nghe mùi clo. Có an toàn vậy? Không an toàn, còn nghe mùi clo không? Anh nói thật. Không. Không không, nghe cảm giác tinh khiết đúng không? Em như uống nước lọc á. Nó có khác biệt với loại nước em bình thường em muốn không? Không đúng không? Uống cái này cảm tưởng là 40 ngàn nè anh. Này bình thường có 5 ngàn thôi, bây giờ là 40 ngàn một chai. Thực ra thì ở cái nước này thì chúng ta sẽ có một vị ngọt tự nhiên. Nó không phải là không có mùi, không có vị như nước lọc bình thường đâu. Biết là chúng ta cần phải uống nhiều nước. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng nước nó quá nhạt nhẽo để chúng ta có thể uống. Nên chúng ta sẽ thay bằng uống bằng cà phê, uống bằng trà sữa, uống bằng rất là nhiều loại nước khác nhau. Tuy nhiên thì những loại nước đó là lại không tốt cho cơ thể. Đối với loại nước này thì mình nghĩ là các bạn sẽ cảm giác đỡ bị nhàm chán hơn khi mà chúng ta sử dụng, bởi vì vị nó hơi ngọt ngọt hơn một chút xíu. Thực ra thì phía bên ngoài thị trường chúng ta vẫn sẽ có bán rất là nhiều các loại nước khoáng đóng chai. Nhưng mà đối với những loại nước khoáng này thì có thể trong cái môi trường di chuyển thì phần chai nhựa nó có một số vấn đề, dẫn đến việc là cho những hạt vi nhựa sẽ lẫn vào trong nước, thì nhiêu đó thì nó sẽ không tốt lắm. Và khi mà các bạn uống thì có thể nghe được mùi nhựa. Nhưng mà đối với việc mà chúng ta có thể uống nước tại nhà như thế này thì chúng ta có thể yên tâm hơn rất là nhiều. Chúng ta vẫn sẽ có mức nước level 2 và level 3 tương ứng với độ pH là 9 và 9.5. Và đây chính là những loại nước ion kiềm và nó có khả năng mang lại những lợi ích như mình đã chia sẻ phần đầu video. Ngoài việc uống ra thì các bạn còn có thể sử dụng nước ở mức level 2, level 3 để chúng ta có thể nấu cơm này, chúng ta có thể nấu nướng tất cả các thứ nữa, chứ không phải dừng lại ở việc là chúng ta uống nước bình thường hay không. Tất nhiên là đối với một chiếc máy mà chúng ta tạo ra được nước ion kiềm thì chúng ta sẽ có một cái thành phần đi kèm, đó là một cái loại nước có mang tính axit nhẹ. Thì tất nhiên đối với các loại máy lọc nước ở ngoài thị trường thì mình biết được rằng là có loại nước này các bạn thường là dùng để bỏ đi và nó cứ rất là hao phí luôn. Tuy nhiên có loại nước mà chúng ta nhiều khi nó axit nhẹ chút xíu, hơi chua chút xíu thôi mà chúng ta lại bỏ đi thì rất là phí. Nhưng mà đối với chiếc máy này TKAS45 thì các bạn có thể tận dụng lại cái nguồn nước đó. Ở mức nước thứ 5 nằm ở đây. Đó. Đối với mức nước này các bạn sẽ thấy là cái đèn nó nằm màu đỏ, tức là chúng ta không uống được. Nhưng mà các bạn có thể sử dụng nó làm rất là nhiều thứ. Điểm đầu tiên đó chính là các bạn có thể sử dụng nó để mà có thể sử dụng như một cái nước rửa mặt, giống như toner các bạn, bởi vì có thể cân bằng lại được cái độ pH trên da. Bởi vì các bạn cũng biết được rằng là cái phần da bên ngoài chúng ta thì có môi trường axit nhẹ một chút xíu. Thì đối với nước axit nhẹ này có thể sử dụng để thay thế cái việc nước rửa mặt, thì nó sẽ cân bằng lại cái độ pH cho da, đặc biệt là sau khi mà các bạn đã rửa mặt xong. Điểm thứ hai đó chính là cái loại nước mang tính axit nhẹ như thế này thì có thể chảy trực tiếp xuống bồn rửa của nhà bạn luôn. Và tất nhiên bởi vì có mang tính axit nhẹ cho nên nó cũng mang theo đó là tính khả năng tẩy rửa dành cho cái bồn rửa nhà bạn. Thì nhờ đó thì cái khu vực này thì nó sẽ sạch sẽ hơn khá là nhiều. Khi mà đặc biệt là các bạn rửa chén này kia thì còn lại rất là nhiều cặn và để lâu thì nó rất là bẩn. Và nhờ có phần nước mang tính axit yếu như thế này thì nó có thể giúp các bạn rất là nhiều. Ngoài những cái yếu tố đó ra thì chiếc máy này còn có những ưu điểm khác. Ví dụ như là các bạn thấy là chiếc máy này khi mà sử dụng thì chúng ta cần phải cắm điện đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta hay gặp rất là nhiều tình trạng là đang xài giữa chừng mất điện và chúng ta không được uống nước hả? Nhưng thật ra là sau khi mà mất điện xong thì các bạn không thể sử dụng được những tính năng tạo nước ion kiềm thôi. Tuy nhiên cái phần nước trung tính thì các bạn vẫn có thể sử dụng một cách bình thường. Chúng ta chỉ cần mở vòi ra là nước sẽ tự động chảy ra ở mức độ trung tính và các bạn có thể uống luôn cái nước này luôn mà không cần phải chờ khi nào có điện chúng ta mới sử dụng. Để làm được điều này thì tất nhiên ở trong máy chúng ta phải có một cái bộ lọc thụ động cực kỳ tốt và chiếc máy này đáp ứng được điều đó. Điểm thứ hai là chiếc máy TKS45 này nó rất là bền luôn. Bởi vì thật ra thành phần chính của một chiếc máy như thế này sẽ có hai thành phần như mình chia sẻ. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bộ lọc thụ động giống như là bộ lọc 6 lõi mình đã chia sẻ ở đầu video. Thứ hai đó chính là những cái lớp điện phân. Thì đối với chiếc máy này chúng ta sẽ có 3 lớp điện phân được làm bằng titanium và bạch kim. Và cũng tại vì hai cái nguyên liệu đó cho nên giá thành của chiếc máy này sẽ hơi cao hơn so với những loại máy lọc nước thông thường. Tuy nhiên bù lại là chúng ta sẽ có độ bền cực kỳ cao và những cái tấm điện phân như thế này ở đây thì có thể có độ bền bằng cả tuổi thọ của cái máy luôn, là khoảng 10 tới 15 năm. Còn đối với cái bộ lọc thụ động á, thì các bạn có thể sử dụng trong vòng 12.000 lít nước. Và nếu như mà chia cho gia đình 4 người thì các bạn có thể sử dụng trong vòng khoảng 3 hoặc 4 năm mà chúng ta mới cần phải thay lại cái bộ lọc. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là thôi thì 1 năm chúng ta nên thay một lần cho nó đảm bảo về sức khỏe của chúng ta. Và đó là tất cả những gì mà muốn chia sẻ về chiếc máy nằm ở đây. Một chiếc máy lọc nước tạo ion kiềm mang tên là TKAS45. Và đây là một loại máy và đây là một cái loại máy mà mình thấy nó rất là tốt để có thể bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vì tạo ra nước ion kiềm, một loại nước chức năng mà được Bộ Y tế Nhật Bản khuyên dùng. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Bởi vì mình thấy đầu tư cho chiếc máy này cho văn phòng với channel rất cực kỳ hợp lý. Thì hãy để lại bình luận bên dưới video cho mình cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.